trời ơi, giờ đây tính ra nó bự ghê luôn anh. Anh kêu là nó cao chọc trời luôn mà anh sao thấy nó nhỏ nhỏ xíu vậy? Em kiểu em thấy nó kiểu nó cũng đâu phải là bự lắm đâu nè. Nó bự gần có tí người em à. Ôi giờ ê, leo lên. Cái map này á, nó cái này nè, em nhìn nè, em nhìn chi tiết là đây chỉ là một cái map gọi là thu nhỏ thôi. Đó, em nhìn thấy không, các cái tiểu tiết bên trong này mỗi một cái li ti là một cái bước nhảy á, giờ mình nhảy hết chỗ này là mình đi hoàn vũ luôn. Ghê không? Ủa vậy hả? Ok, trời đi hết cái này chắc là cực lắm anh ạ. À. Đúng rồi, đúng không? Ủa, em nhìn cái map này á được mệnh danh là con map khó nhất thế giới, chưa một ai chơi mini war có thể vượt qua được cái map này. Cái gì ghê à? Trời ơi, ghê vậy? Trời ơi, có thiệt không vậy anh? Thiệt luôn. Thấy không? Bây giờ đố các bạn fan xem bạn nào ngon nhảy được hết map này chụp hình coi. Đó. Ok rồi, thôi bây giờ mình với anh Mr. Dịch sẽ thử khám phá con map này nha anh em. Ok đi ha anh. Ok đi. Ủa nó nằm bên kia hả? Trời ơi, nãy em cứ tưởng cái cây cột này không mà. À ok đi. Không, nó nằm bên kia. Cái cột này á thì mình pop cua mình bấm với tí qua đây, cái trở qua đây là cho mình review thôi. Thế nè, đó bây giờ nhìn thấy không? Nó dài á, dài mà nó dài 20 cm á. À nó dài như cái cây của tôi không luôn á, ghê không? Ôi ghê. Trời ơi, tính ra cái cây này nó vừa bự nó vừa dài như cái cây của em luôn vịt. À, cái cây cột điện trước nhà em, cái cây cột điện trước nhà em. Ok. Tưởng cây gì mà cái của em chứ Phong trước mà quay video thấy bảo có 3 cm này. Em đã nói cái đó là cái cây khác đúng không? Rồi. Rồi đi qua. Rồi bây giờ mình sẽ qua này và mình sẽ chuẩn bị bắt đầu parkour theo gọi là một cái nơi kinh khủng khiếp nhất trên cái quả đất này. Ê từ bấm hồi sinh đi anh, chỗ này nó không nguy hiểm lắm nhưng cứ bấm cho an toàn đi anh. Rồi ok anh. Bây giờ mình sẽ thực hành gọi là nhảy qua map parkour khó nhất giữa thế giới. Qua nè. Ok trời, em cũng thấy nó cũng khá là đơn giản mà. Ok nhảy lên đây đúng không? Ok rồi, sau đó leo lên đây, sau đó nhảy qua ôi trời, mình sẽ leo lên trên cái lá này nè anh em. Xong đầu mình leo lên trên đây xong nhảy qua đó, nhảy lên xương chồng cho nó đâm đít. Nhảy qua cái xương chồng này, trời ơi nó đâm đít em vậy đó. Ok cái chỗ này mình phải nhảy sao đây? Lưu để hồi sinh là anh. Lưu lại rồi. Bây giờ okay. Mình sẽ phải nhảy qua bên này để mình bám một cái dây leo này để mình lao lên nè. Đó, chỗ này là đây gọi là map parkour phần 1. Ok. Ôi tính ra em thấy nó dễ mà vịt leo nãy giờ được ạ. À? Ok dịch lên này kìa nè. Thôi nhảy qua đây. Nhảy qua đây. Ôi trời. Rồi tẩy rồi, tẩy rồi. Cố lên anh, cố lên. Vịt ơi, cố lên. Cuộc sống mà. Xin giới thiệu mọi người, đây là con vịt đầu tiên trên thế giới có thể bắt cua. Ok, cố lên anh. Hay quá trời, còn qua đây nữa anh, qua đây nữa là sao mà nè. Ô, hay quá, ok. Ôi, hình như là bên này nữa nè. Ok, trời, đến ra cái map này cũng dễ mà em thấy kiểu nó mấy cái đường. Xé nó rơi xuống dung nha mày. Người ta gọi là gãy sớm mới ăn gì á. Đúng rồi, kiểu em trời cái map này dễ mà xong rồi lên luôn. Ôi trời, rồi lên được cái này. Ê, có đường cầu thang nè. Tính ra cái này. Ôi trời, dung nham. Ôi giật cả mình. Ê, nhớ đi nữa. Nếu bị chảy máu thì uống sữa vô là hết à. Dạ, để em xuống nước luôn cho nhanh trời. Có bánh mì hồi máu nè, ăn vô anh. Ủa rồi cái chỗ này sao qua được anh? Có bánh mì hồi máu. Chỗ này à? Chỗ này hình như là mình phải leo. Ở đây này, bên này đó. Nhìn thấy không? Ai vậy leo hả? Đây. Vừa leo. Bám bên đây rồi. Xong leo này xem ta sẽ bắt cua nó nhảy qua từng cái cây giống kiểu ninja ngày xưa à. nhảy qua đây. Đúng rồi, nhảy theo kiểu ninja ngày xưa đó. Ok. Ủa là còn ok rồi, qua bấm vào đây hồ sinh này. Chỗ này thì mình phải nhảy đây nè đó. Rồi bây giờ mình sẽ nhảy gọi là nhảy lên chỗ này như này. Cái gì đây mà trời. Ủa nè, em thấy có cái dây leo kìa, anh thử anh bám vô cái dây leo thử coi. Bám vô dây leo hả? Đúng rồi. Ôi nhưng mà nhảy khó lắm, nhảy chỗ này pro parkour mới nhảy được, em thử nhảy trước coi. Rồi đây em thử coi, trời cái gì chứ. Bây giờ ý anh nhảy là mình sẽ nhảy qua bên cái trái này phải không? Xong rồi nó nhảy vòng của không? Em thấy em nghĩ là chúng ta nên nhảy vô cái dây leo luôn cho nó dễ hơn hôm này, đứng vậy nè. Xong nào kiểu bám vô cái tường. Bám vô, trời. Đó, đường này thấy không? Trời dễ, game nó dễ gì đâu á. Lên. Nhảy qua đây, rồi. Thế em đi qua trước nha, sau đó nhảy lên cục này. Rồi, nhảy qua đây. Ôi trời, xem té. Ui no. Qua nhảy qua đây. Ok rồi, lưu điểm hồi sinh nè. Rồi ok. Cố lên vịt ơi, cố lên anh. Giữ phím kiểu nhảy bám tường xong nào giữ phím shift anh ơi. Cố lên vịt ơi, cố lên tăng. Nhảy đi. Nhảy qua đây, trời ơi, tính ra là cái map này coi bộ nó hơi cao luôn anh em. Nhảy qua đây nè, ok.
Rồi xong nhảy qua đây và ô mình đã tới được một cái ruộng lúa. Rồi mình thì mình không lấy lúa để ăn được. Ok, à nhảy lên cục này đúng không? Rồi xong nó nhảy qua đây. Ôi coi bộ cái map bắt cua này các bạn này xây coi bộ là đầu tư quá nha. Ôi nhảy qua đây nè, đó. Xây cái này khó à. Bự như thế này là mình đã thấy đầu tư đã rất là đầu tư rồi. Ok, ai nhảy qua đây nè. Xong đâu nhảy qua đâu? À nhảy qua đây. Nhảy qua đây. Ôi trời 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 no. Rồi xong sắp mặt rồi. Rồi xong, lên xuống. À, bây giờ mình sẽ nhảy bám lên trên đây luôn cho dễ không? Oh no. Oh no. Ok rồi bám lên nè. Sau đó nhảy vòng qua đây. Nhảy lên lên. Ơ chút chút dễ 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 dễ. Ok. Rồi bây giờ nhảy à nhảy qua cục đá này. Nhảy qua. Ừ. Ok rồi qua được rồi. Giờ mình sẽ leo lên. Rồi ôi trời, nguyên một cái tháp dung nham luôn. Ui, nhảy quá. Ui trời, xém nữa mình rơi xuống dung nham anh em ơi. Rồi còn chỗ này sao đây? Ô trời, cái coi bộ các bạn này xây mà. Ủa sao mình lại rơi xuống đây lại nữa rồi? What? Oh no. Cái gì vậy? Rồi đây mình lại thử coi. Ok, nhảy lên đây nè, xong đó nhảy. Ôi trời. Trời ơi, khó vậy. Nhảy lên đây. Ok, bám lên đây. Xong đó nhảy vào đây. Ok rồi. Leo lên đây. Rồi, nhảy qua đây. Ui trời cháy. No. Chết tôi rồi. Cháy cho mông. Trời. Ok, ăn bánh mì hồi máu đi cái đã. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ nhảy lên đây nè. Rồi sau đó à nhảy qua cục bên đây. Trời ơi, mình không biết mình nhảy xuống dưới lại luôn. Rồi, nhảy qua đây. Rồi ok. Sau đó chúng ta sẽ bắt đầu đi qua đây. Nhảy qua đây. Rồi ok. Rồi, tiếp tục. Nhảy qua đây. Ui. Ok rồi, lưu điểm hồi sinh. Rồi, mình sẽ tiếp tục nhảy tiếp nha anh em. Ở phan đã mình phải đứng đây mình đợi anh Mr. Dịch đã. Ok, anh Mr. Dịch đã tới rồi mà mọi người ơi. Trời ơi, anh Dịch bắt cua coi bộ cũng giỏi quá nha. Trời ơi, em đứng em đợi chưa được đầy 5 phút nữa thấy anh lại gần rồi. Giờ qua đâu? Qua đây anh, cái cục này nè, cái cục bên đây nè. Đúng rồi. Rồi sau đó nhảy qua đằng sau anh có cái cầu thang á. Đằng sau. Trời ơi. Dạ. Cái thang này hả? Đúng rồi. Ok. Thế. Đó, đây nhìn đây. Viewer nó mới cập nhật lại cho chúng ta dễ dàng bấm tường hơn anh. Rồi. Anh bấm control nó để kiểu nhảy nó nhảy xa hơn dễ bấm. À đúng rồi, xong rồi anh leo trên đó. Nhảy xuống nè. Không nhảy sang bên kia hả? Rồi sao nó nhảy trên đầu lên đây này. Cố lên. Rồi ok, chuẩn bị qua đây. Yeah, rồi. Đã qua được rồi. Ok, bây giờ nhảy lên trên đây. À bên đây có dây leo nè, hình như là gọi nhảy qua cái phần dây leo. Sao mình đẩy em xuống. Có chừng tay. Ok, để em thử. Ok, mình đã bám tường rồi. Trời ơi, nó giật. Trời ơi, nó giật. Rơi. Lại. Sao mình sẽ phải nhảy qua kia. Ôi trời, ok, mình đã bám được. Ôi trời, giật vậy. Oh my god. Sao vạch cái gì vậy? Tại cái giật đít rồi. Rồi, nhảy qua đây. Rồi sao nhảy qua đâu nữa ta? Như phải nhảy sang bên kia. Ok, nhảy qua cái cục đất bên đây đúng không? Hay. Ok rồi, qua được rồi. Từ nãy giờ mình để ý là nó có cái đường ray của cái chiếc tàu mà anh em mà mình không biết là nó dùng để làm gì nữa. Ok, nhảy qua đây tưng. Đó, trời ơi. Dạ. Ôi trời ơi, sao mình đã để ý là từ nãy mình bắt cua rồi vãi. Đó, nhảy qua. Trời ơi, lưu điểm hồi sinh nè. Rồi chúng ta đã đến được ngay cái phần của địa ngục á. Nhảy qua đây. Đó, rồi xong. Nhảy qua cục bên đây. Rồi. Ôi trời ơi, có cái dung nham này nha, coi chừng dính nha anh em. Hay. Cho mình đã né được rồi. Trời ơi, đúng là rồi bắt cua. Ê, đây có cái nút gì vậy? Sao anh? Em cũng không biết nữa, em thấy cái nút quá lạ. Em cũng không biết cái nút là nút gì nữa. Trời ơi, từ địa ngục chúng ta đã qua được bên phần của thiên nhiên. Trời, cây cỏ hoa lá rất là đẹp luôn đó. Rồi chúng ta sẽ bắt cua như thế nào đây? Mình nghĩ là mình có cách này dễ hơn. Đó, bám lên như thế này. Sau đó leo lên. Trời ơi, nó dễ gì đâu hết trời. Mình đúng là rồi bắt cua mà. Trời, nhảy qua đây nè. Sau đó nhảy qua cục bên đây. Rồi. Nhảy qua cục bên đây. Ok. Trời, nó dính trên đầu nữa nè, trời khó chịu nha. Nhảy qua cục bên đây, rồi. Sau đó, nhảy qua đây. Rồi, nó dễ gì đâu. Trời ơi, nó dễ gì đâu anh em. Tính ra là vịt kêu là cái map này là chưa có ai thể vượt qua được mà mình thấy nó dễ vãi chưởng. Ok, nhảy qua. Map này map khó nhất thế giới nên coi thường khác nha. Trời ơi, em thấy nó dễ ẹt rồi vịt ơi. Nãy em bám đi quá trời. Ui, ở dưới đây có cái hang nè. Rồi mình xuống mình coi có cái gì đây. Ủa, cái khúc này sao, xuống này sao qua được vậy? Hay vậy? Bên này có cái lọ này đập chúng ta. Ở bên dưới này có cái hang này, cái hang này giờ sao qua? Đây, đằng sau có cái cầu thang anh. Trời ơi, em thấy rồi. Hay. Té sắp mặt. Rồi, lẹ nhảy qua cái cầu thang. Hay. Ok, em leo được cái cầu thang này nè, chắc là chúng ta sẽ đi qua đây. À, đúng rồi, thấy không? Ôi. Sao vậy? Rơi xuống lại. Ok, anh nhảy qua cầu thang trước đi. Ủa, cái cầu thang này có đi đâu hay là chôn vậy? Là đi anh, đi. Ok, trời té. Ọc. Nhảy bên cục này, nhảy qua dễ hơn anh này. Nhảy qua đây. Ok, lên được rồi nè. Lên được rồi. Nhảy từ đây qua hả? Dạ.
Ok, dịch cũng lên được nè. Từ từ nhanh, từ từ, chỗ này có tròn á anh, chỗ này có tròn. Á, đứng đây, có tròn, có tròn á, trời ơi, tròn á, coi chừng đi, coi chừng, coi chừng. Để sao qua? Nhảy dễ quá. Ok rồi, đó, mình đã qua luôn rồi. Ok, đi từ từ này. Em chưa được điểm hồi sinh đâu. Ok rồi, mày quá qua được rồi. Trời ơi, có cái điểm hồi sinh nào không? Mà bấm 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 vô anh cho nó chắc ăn ở đây. Ôi, coi chừng đẩy em lên xuống. Không có điểm hồi sinh nào luôn á. Ok, thôi mình phải đi tiếp, bây giờ biết sao. Ôi, coi chừng đẩy. Coi chừng đẩy chết vậy đi. Ờ, bên đây có đây. Leo nè. Ok, rồi. Bên đây có nè. Ok, lưu điểm hồi sinh. Ok. Ờ, cái nhà này. À, đây đây. Sao lên chỗ trên này ta? Thì bắt bắt cô hai block leo lên xong bám vô anh. Bấm nút shift để giữ lại kiểu đứng thế này nè xong. À, ok. Dễ dễ hơn chắc mình sẽ quay quay mặt về hướng đó chứ. Bắt cua dễ hơn. Ok rồi, đã được rồi. Trời ơi nó dễ gì đâu á, sao nó nhảy lên này. Ok rồi, được rồi đó. Tới lượt dịch kìa. Ok, em nhảy qua nhà này trước nha. Mở cửa ra. Rồi, qua đây. Ok. Coi bộ các bạn này xây cái máy bắt cua rồi, bạn này khá là thông minh vậy ạ. Kiểu chế ra mấy cái đường đi rất là hay bạn. Bạn này coi bộ mình rất là thích cái map này luôn anh em. Đó. Nhảy qua đây. Ok rồi. Hay. Ok, lên được rồi. Yes. Trời ơi, là nãy giờ. Ok là nhảy qua đây đúng không? Ơi nhảy lên nè. Ok để mình đi qua đây. Coi chừng té, coi chừng té. Ok rồi. Nhảy qua đây. Dưới này nó nhảy qua đây. Càng sâu. Rồi, lưu điểm hồi sinh. Ồ, bây giờ để mình nhìn xuống coi. Ôi cao vãi, rơi xuống cái chắc mất mạng luôn á. Ơi, xong rồi. Nhảy qua đây. Ok. 2000 years later. Qua. Ơi, trời cuối cùng. Ôi, đến đây nè, Hết rồi. Ôi, trời ơi. Gì đây? Thành to. Play chơi vậy. Có dư là mình đã thành công rồi. Ôi dạ. Ở map này xây bởi người Việt hả? Dạ anh đúng rồi, cái map này xây bởi người Việt Nam. Bạn Việt Jack 2K6 ôi xây bởi bạn bè bên bạn. Trời ơi, có lỗi các bạn này xây cái map này ghê nha. Bạn ấy bảo là còn tiếp ở đằng sau bức tường này hay sao? Ủa còn tiếp hả? Đâu? Ờ. Bạn bảo còn tiếp cái gì đằng sau đây? Ồ, dưới này bạn thì cho mình cái bóc kéo đây Phong ơi. Ủa đâu anh đâu? Đây chạy mê mê đằng sau nè. Đó. Bạn thì cho mình cái móc kéo đây với cả cho mình ít pháo bông là mình okay. Lấy một ít này đi. Mình lấy mình bay xung quanh đây mình coi cái map như thế nào mình. Ồ. Mình lên mình bay được rồi nè. Ở trên này nó có đấy, ở trên này có cái gì ta? Sao để ăn chiến thắng này Phong ơi. Ồ. Map này đúng đẹp luôn nè. Ồ đây này thấy rồi. Ok anh em, vô đây cùng em đứng ăn dịch đi. Trời ơi, từ nãy giờ anh em mình khổ quá rồi. Ok anh em, và bây giờ mình với anh Mr. Dịch sẽ ăn ngôi sao này. Coi như bọn mình sẽ chiến thắng chơi rồi trời. Oh yeah. Coi như là biết rồi. Nhưng những bạn nào mà đã thắng được con map này á thì đừng quên bình luận số 1 cho mình biết nha. Ok, bye bye, và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau. Bye bye, yêu anh em vãi nồi, tạm biệt. Ăn thôi. Ôi, nhầm bên. Để em ăn cái bạch. Nhìn lên, ăn đi. Ăn thôi, Queen.